ba chú chó được đánh giá đều rất là hứa hẹn. Đối class là dưới 6 tháng tuổi. Đối với đây chú chó đầu tiên nhận xét tôi cho chú chó 257. 257. Chú chó là 5 tháng tuổi, kích cỡ trung bình. Về thể chất tốt, sức khỏe mức độ trung bình, khá là rắn chắc, tỷ lệ tốt, rất ấn tượng, màu mảng sắc tố lông rất tốt, ấn tượng với giới tính của chú chó này rất tốt, đầu vai tốt, đường lưng rắn chắc tốt, mái mông dài và hơi dốc, góc chân trước tốt, góc chân sau rất tốt, ngực rất tốt, phần trước của chú chó chuẩn, phần di chuyển đi xe chú chó chuẩn, phần di chuyển lại gần của chú chó chuẩn. Khi trên đường chạy chú chó cần thiết là di chuyển, thể hiện cái sức mạnh di chuyển vươn xa thêm một chút nữa. Và thí sinh thứ hai là thí sinh số 259, 4 tháng tuổi, kích cỡ trung bình, về thể chất được, sức khỏe mức độ trung bình medium, đường lưng hơi dài một chút, rất là ấn tượng, màu mảng sắc tố lông tốt, rất tốt, ấn tượng về giới tính tốt, bờ vai tốt, ngực tốt, phần đằng trước của chú chó chuẩn, chú chó di chuyển chuẩn, chú chó di chuyển hiện được sức mạnh và độ vươn ra khi di chuyển. Và đây là nhận xét giám khảo của thí sinh 258, 4,5 tháng, kích cỡ trung bình, thể chất được, sức khỏe mức độ trung bình, rất cơ thể rắn chắc, ấn tượng tốt, ấn tượng về giới tính tốt. À, đây là bờ vai vừa rồi cao mới, và dài. Mới là con mái ngông hơi ngắn 259 và hơi giờ mới là con 258. Góc chân trước tốt, góc chân sau rất tốt, ngực tốt, phần đằng trước của chú chó chuẩn, chú chó hơi là lỏng phần đằng sau khi di chuyển, phần di chuyển của chú chó lại gần trọng, lại gần được, chú chó vẫn còn thiếu sức mạnh và cần khi mà di chuyển cần vươn xa hơn, và cái tay trái của chú chó này cần phải dựng lên ạ. Hiện nay chú chó đã 4,5 tháng. Đây là tất bà Lách đều rất là hứa hẹn. À, 259 là Rocky Vòm Lê Khải và 257 là Tam Mao Nguyễn Thùy của Bắc Giang. Như vậy nhất của cho được dưới 6 tháng là số báo danh 257 Tam Mao Nguyễn Thùy. Nhì là 259 Rocky Vòm Lê Khải và thứ ba là Ba Lắc Vòm Lê Khải Hải Dương. Chúc mừng các chú chó và các chủ chó chiến thắng ở trong cái phần thi này. Thi dưới 6 tháng 270 Poki Vom Văn Thế ở Hưng Yên. Và người chiến thắng là chú chó 272. Như vậy là 5 tháng tuổi, 272 trung bình,
là con chiến thắng. Thể chất tốt, thể lực được, khá là rắn chắc, tỷ lệ cân, tỷ lệ tốt, ấn tượng được, màu mảng sắc tổ lông được, vai bờ vai cao và dài, đường lưng khá chắc chắn, mái mông hơi ngắn và hơi dốc, góc chân trước tốt, góc chân sau rất tốt, lực tốt, phần đằng trước của chú chó chuẩn. Chú chó di chuyển hơi bị lỏng đằng sau, di chuyển trở lại được. Khi chú chó di chuyển thì thể hiện được sức mạnh của mình, sự vươn ra trên đường dinh. Đường thứ hai là chú chó 270, 5 tháng tuổi, kích cỡ trung bình, thể chất trung bình, thể lực được, khá là rắn chắc, tỷ lệ được, ấn tượng tốt, 270, mảng sắc tổ lông tốt, Poki Vo Văn Thế. Trông rất là nữ tính ấy, rất là đẹp đấy, một chú chó cái đẹp. Chú chó có bờ vai tốt, rắn chắc, mái mông hơi ngắn và hơi dốc một xíu, góc chân trước tốt, góc chân sau rất tốt, ngực bình thường, phần trước chú chó chuẩn, chú chó di chuyển chuẩn. Chuyển đường dinh chú chó cần thể hiện sức mạnh nhiều hơn một chút nữa. Rồi, cảm ơn anh. Được từ 6 đến 9 tháng. Chú chó được xác nhận là rất hứa hẹn, very promising. Và sau đây là nhận xét của trọng tài dành cho chú chó 9 tháng tuổi này. Thí sinh số 260, kích cỡ lớn, về thể chất mức độ trung bình, về sức khỏe mức độ trung bình, khá là rắn chắc, tỷ lệ tốt giữa chiều dài và chiều cao của chú chó, ấn tượng tốt, mồ mảng tốt, bờ vai tốt, đường lưng rắn chắc, mái mông ngắn và dốc, cánh tay đòn trước hơi ngắn và hơi dốc, góc chân sau rất tốt, ngực dưới hơi ngắn, phần đằng trước chú chó chuẩn. Khi chú chó di chuyển hơi bị lỏng phần sau, di chuyển là lại gần chuẩn. Khi di chuyển chú có thể hiện sức mạnh, nhưng cần vươn xa hơn thì chú chó thể hiện tốt hơn. Cổ chân sau hơi yếu, và khi đường di chuyển chú chó đôi khi là có xu hướng đầu không được ngẩng cao mà hơi cắm xuống đất, anh chú ý điều đấy. Trai quá rồi. Có giới thiệu. Thank you.